Sau khi có giờ sinh chính xác thì bên thầy đã chọn được giờ sinh cho mình rồi. Dạ. Bởi vì có rất nhiều dữ liệu biết là giờ sinh của mình nó sẽ chính xác. Thứ nhất là mình chưa lấy vợ, Vâng. đúng không? Đúng chưa thầy ạ? Thứ hai là mình có số đi xa làm ăn xa. Đấy. Ba nữa là Được chưa? mình là làm ăn thì công việc thuận lợi nhưng mà không giữ được tiền. Vâng. Bốn nữa thì sau đại hao của mình đi với thiên không hay gặp những người bạn gái không tử tế nên là làm cho mình tiền tài mất mát. Vâng vâng. Thầy hay dặn những cái bạn mà ba cái sao cô thần phục binh vong thần đóng đồng cung ấy, nó đóng vào thân mệnh ấy, nó không khác gì người bị bổ bùa cả. Nghĩa là làm cái gì nó cũng trắc trở. Sao cô thần nó khiến cho hôn nhân trắc trở, sao phục binh nó hay gặp những người lừa gạt mình, và sao vong thần đóng cung tài bạc nó khiến cho mình đầu tư sai xong tiền tài mất hết, trắng tay lại còn ôm nợ nần, đúng không? Dạ. Mà cái việc đấy nó diễn ra 5 năm nay rồi, từ năm 43 trở ra. Vâng, đúng rồi. Bạn bè còn lừa gạt mình nữa, bay cả nhà luôn, đại hao thiên chiêu nó cũng tiền trạch. Năm nay 48 tuổi, chưa vợ, chưa con gì, bạn gái thì lừa gạt mình. Làm ăn đi xa 10 năm kiếm được tiền tài rồi lại bay hết. Thì bay sạch thì không còn tí nào nữa. Nói. Vậy là lá số của mình sinh giờ thìn là đúng rồi, thân cư tài bạch mê kiếm tiền hơn mê lấy vợ. Chắc thế. Bà thì mấy lần thì không được đâu chứ. Mà cung tài bạch lại có 3 sao cô thần phục binh âm sát phong thần 4 sao, gặp âm sát là gặp tiểu nhân nữa đấy. Sao âm sát trong tử vi nó gọi là gặp tiểu nhân, đóng cung tài bạch. 43 44 45 46 47 48, năm nay rơi vào cung bệnh là năm thấm thía lắm rồi. Năm vào cung bệnh là năm có cả thiên không, cả cô thần phục binh âm sát quả tú chiếu mệnh, vậy là tình không tiền không. Ngoài sẽ không còn cái gì nữa. May quá sang năm đổi đời thì có sao thiên phủ. Giờ con đang làm cái gì? Thì làm cái giấy tờ thì kiện lên công an không có thành không? Kiện bạn gái cũ à? Tức là nó lừa đấy, nó lừa tình, nó lấy hết cả tiền mà như tình không được, mà con cũng có đấy, nó lấy tiền đấy. Vậy là trong tử vi thì ngôi sao gì vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền? Đấy là 3 sao cô thần phục binh âm, 4 sao cô thần phục binh âm sát phong thần đồng cung. Thì có số bị lừa tình lừa cả tiền luôn. Ôi giời ơi. Mà thầy thấy mình có kém đâu, mình là sao thiên đồng thấy âm ở mệnh gặp sao tuần, nhưng mà có cả hoa khoa là có quyền chiếu mệnh chứ, lại còn tả phù bất văn xương văn khúc, đây là một người tài năng rất giỏi. Thôi cứ yên tâm, vận này nó bị đen đủi vậy thôi, rồi phúc đức của mình và điền trạch của mình nó gặp triệt, nên là phải xa quê lập nghiệp rồi lại thành đạt. Thì con học tính ra năm xin đi làm xa xa đấy, ở nhà này làm thì lương thì thấp mà lại không ấy. Đi làm xa đi, nên nếu mình có định đi xuống ngoài thì sẽ đi về những nước phương Tây thì mới hợp, đi về hướng Tây mới hợp với mình. Hình như mình đi hướng Bắc đúng không? Vừa rồi mình đi hướng Bắc thì thất bại đúng không? Hướng Bắc thì chẳng có gì cả để về. Ok. Thầy xem về cuộc đời về sau thế nào? Cuộc đời về sau. Cuộc đời về sau thì sau khi vận 43 nó đen đủi này thì nó sang một vận mới. Cái vận 53 của mình thì nó có chọn sao thiên phủ nó chiếu vào thì tiền tài nó tốt hơn. Vận 63 cũng tốt, không phải ai cũng xấu mình đâu. Mình nhìn cũng một bọc có sao tử vi thất sát, chắc chắn gặp nhiều người tốt giúp đỡ. Rồi sẽ gặp ông chủ tốt, mình mà đi làm quân sư cho ai thì người đã thành công. Sự xem bên cái mồ mả có yên ổn không? Mồ mả là công phúc đức của mình á. Có số triệt phúc đức nên là phải xa quê hương làm ăn với đạt. Triệt phúc đức là cái ở phần âm phần với mình các cụ chưa giúp đỡ được cho mình. Con mình về tính mất năm sau lại vợ là năm nữa. Muốn lấy vợ. Năm nữa mới có chồng sao, năm 50 tuổi. Năm đấy là rơi vào sao đào hoa hồng loan thiên hỷ, tức là vận tam minh. Có chồng sao tam minh thì kết hôn mới được. Năm sau cuối thì cuối năm sau vẫn chưa được. Ừ, 50 tuổi cơ. Giả đấy là cô vợ trẻ. Vì có sao mộng dục này, tốt nét về công việc đức này, thai phụ là cũng có bằng sắc này, thiên quý hóa khoa là người có kiến thức trí tuệ. Được đến đang quen thì quen một cô gái sinh năm 90 và 92 không được không thầy? Phải không xem tuổi, nhưng mà cái người đó mình phải gặp vào sang năm. Tình cảm của mình nó phải sang năm thì nó mới tốt, phải sang năm mới có sao thiên tướng nha. Năm nay toàn thấy cung thần và đúng chiếu thôi nên là chưa tốt cho hôn nhân. Rồi, có gì thầy nói cho con nghe hết đi ạ. Rồi lá số của mình thì một người tài năng nhưng mà chưa vơ vận xấu thì vẫn có thể thất bại. Đợi vận đẹp, đợi những năm tốt hơn, sáng năm là tốt về tài chính này, năm tiếp theo là tốt về hôn nhân này. Rồi lại năm tiếp theo nữa là có đại hao, đóng cung tử tức, lại phải lo cho con cái này, có con.
Rồi năm 52 tuổi lại có cô thần phục binh vong thần nó lại chiếu cho phát nữa, phải cẩn thận không lại bị lừa tiếp. Rồi từ 53 trở lại thì sức khỏe hơi kém nhưng mà lúc đấy lại làm việc tốt, kiếm tiền thuận lợi hơn bây giờ. Và số mình phải lấy vợ xa quê nhá, đào hoa nó cũng ngọ và thiên di, phải xa, phải trẻ, phải như người thầy mô tả. Và cô đấy sau này rất là tốt chứ không lừa gạt mình như cái cô vừa rồi. Yeah. Từ năm